Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ về cách chăm sóc cây quất. Vào cái thời điểm này rất là nhiều bác có hỏi là cây quất của các bác hiện tại đang ra hoa, có nên để hay không. Thì thực tế là em đang xử lý là để ra hoa tháng 4 và xong tháng 5 tới. Đấy. Thì đối với những cây quất, nhiều bác không hiểu là cách ép nước để lấy hoa. Thì em cũng chỉ xin nói đơn giản như thế này này. Cây quất của các bác bình quân một ngày đang khoảng tưới khoảng 2 lít nước. Các bác chỉ cần tưới lại khoảng tầm 1/4. Có nghĩa là tưới khoảng tầm nửa lít thôi. Tưới trong cái tầm tháng 5, tháng 6 này, mùa nắng nóng như này, cây rất là nhanh ra hoa. Thì cái hoa ấy là sẽ có hai loại. Một là hoa kẽ lá như thế này, hai là hoa đầu nục. Thì hoa đầu nục bao giờ nó cũng sẽ bị dễ bị rụng hơn về cái thời gian nắng nóng tháng 5, tháng 6, vì hay có nắng gió tây. Hoa kẽ lá như thế này tỷ lệ đậu nó sẽ cao hơn, chứ không phải là không rụng. Đấy. Bắt đầu từ tháng 4 này có thể là để hoa. Thì như cây này em đã chia sẻ từ clip trước rồi. Những quả quất này ấy, là được lấy hoa là từ tháng 4 năm ngoái. Thì quả để tự nhiên nó cũng sẽ to một phần thôi. Một phần là mình cũng sử dụng thuốc kích thích để cho nó to lên. Hiện tại là cây mấy hôm nay, mấy hôm vừa rồi ấy, là nắng cháy này các bác này. Đã có hiện tượng là bắt đầu nhăn hết vỏ rồi đây. Thì muốn được thứ nhất là quả to, thứ hai là mã sáng đấy, mà thứ ba là bền và nâu không rụng như thế này. Thì mình sử dụng thuốc loại nào? Cơ bản hôm nay là em xin chia sẻ qua một chút thôi. Thì rất là nhiều bạn có hỏi là GA3 là dùng những loại như thế nào. Thì đây em có mấy gói thuốc đây. Thì em xin nói về cái gói GA3 này trước nhá. Thì như cái gói thuốc CGA3 này em mua ấy, thì thực tế là chỉ có 5.000 một viên thôi. Đấy. Cũng như cái gói rong biển này. Rong biển này mua nẻ thì 6.000, còn mua cả hộp thì cũng chỉ có 5 năm thôi. Nói về cái gói thuốc GA3 này thì tầm nào phun là hiệu quả, thì quả cứ phải bằng từ đầu đũa dở ra cho đến nó bằng đầu ngón út thì các bác phun nó sẽ có hiệu quả hơn. Và sử dụng dừng thuốc trước thời gian quả bắt đầu vào chín, có nghĩa là bắt đầu thấy bóng vỏ vào nước. Đấy. Còn cái gói rong biển như thế này, các bác mà phun cái GA3 này ấy, mà các bác phun bình thường các bác phun thì bao giờ quả quất nó to, nó vẫn sẽ to, nhưng mà nó hay có hiện tượng là bị ngái, nó nâu chín. Đấy. Có nghĩa là nó sẽ một nó không được sáng mã, nó cứ như một mặt nó hơi ngay ngái xanh ấy. Thì em sẽ phun thêm rong biển. Phun cái GA3 này ấy, thì quả nó kích to, nhưng mà khi nộc nó chưa mở hết lá thì lá nó sẽ có hiện tượng là nhọn và dài, nó không được mở tròn lá ra. Còn phun kèm rong biển là để cho nó mát, cho vẫn là bòn lá. Rong biển thực tế nó là phân bòn lá. Thì mình phun kèm hai cái này vào thành một bình này là rất là tốt. Em nói luôn là một cái gói này 5.000 thôi, nhưng mà phun đến 20 lít nước đấy, từ 16 đến 20 lít nhá. Cái gói rong biển này cũng thế này, phần phun bòn lá rất là tốt. Còn nói về hoa đầu nục như thế nào thì em bây giờ phải đưa các bác ra ngoài vườn thì mới biết được hoa đầu nục. Nói về hoa đầu nục thì cái tầm thời tiết mà mát như thế này mà nó có nở thì tỷ lệ nó đậu nó sẽ cao hơn là so với sang tháng 5, tháng 6 nắng nóng. Đấy. Còn về như hoa kẽ lá thì các bác vừa thấy xong. Còn đây là hoa đầu nục. Hiện tại là tầm hôm nay 14 tháng 4 bắt đầu để hoa rồi. Các bác xem mà còn gì mà thắc mắc chưa hiểu mà muốn hiểu thêm thì cứ bình luận bên dưới em sẽ trực tiếp trả lời. Sau đây em cho các bác xem là cây nục chay. Đối với những cây mà ra lớp nục thứ hai mà vẫn chưa có hoa thì sẽ tiến hành cắt ép nước. Như em đã nói tỷ lệ nó từ từ ấy, 1/4 như thường lệ. Đấy. Có nghĩa là đang tưới 2 lít nước thì mình sẽ tưới lại nửa lít và để khô khoảng cách một ngày. Đấy, giữ làm sao được cây nó sống. Đấy. Thì đến thời điểm cắt nước như tầm tháng sau
thì em sẽ ra được nhiều clip hơn. Đấy. Xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em.